9:20. Tàu ta ở tại vị trí này. Hai quả tên lửa vào tàu, mục tiêu đi đâu? Cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu mặt nước quân chủng Hải quân năm 2019 không chọn các tàu đã giành giải cao trong hội thi ở cấp cơ sở mà tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên và chọn ra 61 tàu trong toàn quân chủng để tham gia thi. Chúng tôi là không tổ chức, là tổ chức vòng thi của các cái tàu mà tốt nhất ở các vòng thi cấp cơ sở mà tổ chức bắt thăm ngẫu nhiên, và trên cơ sở cái số lượng tàu đã quy định được tham gia thi thì tổ chức bắt thăm ngẫu nhiên. Như vậy thì cũng có thể là cái tàu mà không phải là tốt nhất của đơn vị cơ sở nhưng vẫn tham gia vào vòng thi cấp quân chủng, thì qua đó thì quân chủng có thể đánh giá được cách tổng quan và xác định được một cách chính xác, khách quan cái phong trào ở đơn vị cũng như là cái năng lực, cái trình độ của cán bộ chiến sĩ. Nhìn chung, các đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo trên tất cả các mặt công tác, tổ chức cho bộ đội ôn luyện kiến thức, luyện tập thực hành thao tác tại các bảng bố trí chiến đấu, bảo quản bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy trình kỹ thuật. Cán bộ chiến sĩ bình tĩnh bước vào thi, nắm chắc được nội dung, tự tin trả lời được câu hỏi theo từng đề thi. Đối với phần tự luận, có nhiều thí sinh đã liên hệ sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình, sát với chức trách nhiệm vụ của từng vị trí công tác. Khu vực An Thới thời gian qua mưa lớn kéo dài, nhưng mà toàn tàu đã chủ động đoàn kết khắc phục khó khăn, tích cực bảo quản kiểm sửa vũ khí trang bị thuật, ôn luyện và huấn luyện các nội dung để chuẩn bị tốt tất cả các nội dung trước khi bước vào tham gia hội thi tàu tốt. Giám khảo đã chỉ ra được các cái tồn tại của đơn vị, và đây là một nội dung rất quan trọng để góp phần giúp chúng tôi khắc phục trong thời gian tới, góp phần xây dựng đơn vị chính quy toàn diện trên mọi phương mặt, đặc biệt là về công tác kỹ thuật. Thì tàu thuyền, từng con tàu, từng trang bị đã được bảo quản, bảo dưỡng theo một cách tỉ mỉ và đúng quy định. Trang bị đã được coi như là đồng bộ và sơn sửa bảo quản đúng quy trình, nâng cấp hẳn lên so với tuổi đời của từng trang bị, từng con tàu. Hội thi cũng là cơ sở để lựa chọn tạo nguồn cán bộ sau này cho các cơ quan đơn vị trong quân chủng thời gian tới, đồng thời để cơ quan chức năng quân chủng Hải quân tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trình độ quản lý khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật của lực lượng tàu mặt nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.